mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Việt Nam hội nhập ngày 12 tháng 4 năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, cũng như lĩnh vực khác, giáo dục Việt Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong tiến trình hội nhập. Trong số đó, tổ chức Oxfam của Anh đã thực hiện dự án với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Dự án áp dụng phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm hay còn gọi là CCM. Chuyên mục Việt Nam hội nhập ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Đắk Nông, một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam để hiểu rõ hơn CCM đã giúp học sinh và giáo viên ở đây thay đổi như thế nào. Nếu ai đã có lần đặt chân đến vùng đất này, chắc hẳn sẽ cảm nhận được cái khoáng đạt của trời đất Tây Nguyên. Ẩn chứa trong cái nắng gió đầy màu sắc thi vị ấy, nơi đó luôn gợi lên dư vị của sự dũng mãnh nơi đại ngàn. Tất nhiên, trẻ em miền đất này cũng vậy. Ở chúng luôn tiềm ẩn sự khát khao, khám phá cuộc sống bằng chính sự hồn nhiên sẵn có. Có lẽ chính vì thế mà mỗi giờ lên lớp của thầy trò nơi đây cũng thật đầy ấn tượng. 6 tuổi vào lớp 1, môi trường học tập thay đổi một cách cơ bản đối với đứa trẻ vốn đang quá quen thuộc với một sự hồn nhiên. Lần đầu tiên, em sẽ học cách thích nghi với những nề nếp và cách thức tổ chức mới lần đầu tiên xảy ra trong đời mình. Phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm là cách tiếp cận nhân bản và hiện đại, giúp các em bước vào một giai đoạn phát triển mới của mình đầy hào hứng và tự nhiên. Cô hỏi bạn Dũng nhé, 2 cộng 2 bằng mấy hả con? Em thưa cô, 2 cộng 2 bằng 4. Cô mời bạn Thảo Vinh nhận xét nào. Em thưa cô, bạn nói đúng rồi. Ở lớp học của cô giáo Vân, cả cô và trò đều đang rất tích cực trong vai trò của mình. Các kỹ năng đặt câu hỏi được phát huy giữa giáo viên và học sinh. Cùng với việc sử dụng các phương tiện trực quan sinh động đã khiến việc chiếm lĩnh kiến thức và kỹ năng mới trở thành một công việc đầy hào hứng trên lớp. Học sinh trở nên tự tin, cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên thiết kế từ trước. Các em còn chủ động phản hồi về đáp án và ý kiến của các bạn mình. Lúc đầu mới đi tập huấn cái phương pháp này á, thì giáo viên thì ai cũng bỡ ngỡ và cũng hơi ngạc nhiên và cũng thấy hơi rườm rà một chút, bởi vì khi mà mình dạy cái phương pháp này mình phải chuẩn bị đồ dùng rất nhiều. Mình phải thay đổi hẳn cái phong cách của thầy cô. Tức là mình phải gần gũi với các em hơn, coi các em như con và chăm sóc các em, có nghĩa là hết mình. Lúc đó thì nhiều giáo viên mà không tâm huyết thì không thể làm được cái việc này. Đi tiếp thu cái phương pháp nó về thì mình thi điểm ngay dạy tại lớp mình luôn. Thì thấy là học sinh rất là thay đổi so với cái phương pháp dạy cũ của mình. Các con rất là bạo dạn, nói rất tự nhiên, không rụt rè nữa. Và các con rất là tích cực, biết là các con nói. Không cần nhiều sự gợi ý của cô. Với phương pháp này, cô Vân đã góp phần tạo dựng một tinh thần học tập chủ động cho học sinh ngay từ những ngày đầu tiên đến trường. Bước sang khối lớp 4, khi mà sự trưởng thành của học sinh được đánh dấu bằng khối lượng kiến thức ngày càng phức tạp hơn, thì phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm càng phát huy giá trị. Học sinh đã thành thục với phương pháp CCM mà các em đã trải nghiệm từ nhiều năm trước. Sau đó, ngay từ đầu tiết học, cách làm việc nhóm đã diễn ra một cách chủ động, với những nhiệm vụ học tập được phân công cho từng học viên. Giáo viên lúc này đóng vai trò là người thiết kế, tổ chức công việc, kết nối và hướng dẫn. Cách tổ chức tiết dạy của cô Hòa đã không còn cảnh đọc, chép quen thuộc nữa. Lớp học trở nên sôi nổi với các hoạt động nhóm. Cách làm việc như thế này tạo cơ hội cho các em học tập lẫn nhau, có cơ hội bày tỏ ý kiến cũng như cơ hội bảo vệ quan điểm của mình một cách thực chất. Những trải nghiệm học tập như thế sẽ mãi mãi ở lại trong việc hình thành một nhân cách tốt đẹp cho các em. Khi áp dụng cái CCM này vào cái chương trình của lớp 4 thì kiến thức nó rất là nặng. Nhưng mà tôi vẫn tạo cái điều kiện rất là để làm được cái thời gian nó rất là tốt. Ví dụ như những cái tiết nào dài, ví dụ tiết tập đọc á, thì tôi thường thường là làm những cái trò chơi hoặc là những cái hoạt động để cho học sinh tiếp cận nhanh. Chúng ta không cần phải đặt những cái câu hỏi gợi mở để học sinh tự phát huy trả lời. Và em có thích cái cách dạy học vừa rồi của cô giáo không? Dạ em rất thích ạ. À, vì sao em lại thích? Vì chúng em vừa được học cũng vừa được chơi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới. Tác động của việc áp dụng CCM lên giáo viên không chỉ thay đổi về phương pháp giảng dạy mà còn tạo thêm niềm tin và ý nghĩa của xu hướng dạy học tích cực trong nhà trường. Quá trình này cũng tạo ra nhiều sự thay đổi căn bản đối với phẩm chất và nhân cách của học sinh. Thành quả học tập của các em tốt hơn, khả năng giao tiếp, sự tự tin được cải thiện, nhất là đối với các em gái dân tộc thiểu số. Thưa
quý vị, để thực hiện tốt việc giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, dự án do Oxfam thực hiện đã tập trung vào việc xây dựng những kỹ thuật, phương pháp giảng dạy như công cụ hữu ích cho giáo viên, và những phương pháp này đã cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi tại nhiều vùng, đặc biệt là vùng khó khăn của Việt Nam. Chương trình Oxfam đã đẩy mạnh kế hoạch đào tạo tập huấn viên nhằm cung cấp và nhân rộng nguồn giáo viên nguồn tại chỗ. Các hạt nhân này sẽ trực tiếp đào tạo, tập huấn CCM cho giáo viên cấp huyện và cấp trường. Cô giáo Vũ Thị Thu Thanh là một trong những giáo viên nguồn của tỉnh. Sau khi được tập huấn, cô Thanh đã triển khai nhân rộng mô hình cho các đồng nghiệp bằng nhiều hình thức như tổ chức các lớp dạy mẫu, trao đổi kinh nghiệm trong các buổi họp giao ban của trường. Những giáo viên nguồn như chúng tôi thì được tập huấn TOT, tức là tập huấn viên, tức là chúng tôi đã có phần nào đó cái kỹ năng để tập huấn lại cho cái đội ngũ giáo viên ở cơ sở. Chính vì thế thì lần nào sau khi tập huấn về thì tôi đều tập huấn lại, và giáo viên thì họ rất là thích. Mỗi một lần được tập huấn thì giáo viên rất là thích và họ đem vào áp dụng ngay. Bởi vì thế cho nên là ngay trong trường của tôi bây giờ tất cả các giáo viên đều có thể thể hiện những tiết dạy như thế này một cách rất là tốt. Thì đóng góp của Oxfam trong cái chuyện này là cách làm. Và kết cục cho đến năm 2010 đó, thì Oxfam cùng với các đối tác địa phương, những người giỏi nhất của các địa phương đấy đã xây dựng xong 8 cái mô hình kỹ thuật để mà thực hiện cái gọi là mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Các bạn biết là Bộ Giáo dục đã trong rất nhiều năm đã thu thập những cái sáng kiến, những cái hiến kế để thay đổi chất lượng của nền giáo dục nước ta. Thì cái mô hình đó đóng góp vào việc đó rất là nhiều. Một trong số những tài liệu bổ trợ dùng cho phương pháp CCM, tài liệu tích hợp các kỹ thuật cho giáo viên để thực hiện tốt việc giảng dạy như phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, cách thiết kế và giảng dạy, kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi, phương pháp đóng vai, tự làm đồ dùng dạy học bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, sử dụng trò chơi trong học tập, tối ưu hóa không gian lớp học. Cách tiếp cận này cũng là một cái cách tiếp cận tốt, bởi vì là khi mà giáo viên người ta biết cụ thể là người ta phải làm gì, gọi là kỹ thuật ấy, thì người ta sẽ, khi mà người ta thành thạo về những cái kỹ thuật đó, người ta sẽ một là lúc đầu là người ta áp dụng được, sau đó người ta linh hoạt, người ta sáng tạo thì làm cái việc dạy học nó trở nên nhẹ nhàng, và học sinh nó cũng được chủ động tự tin, thì cái đấy nó sẽ tốt cho cái việc mà tiến hành giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Đây nó chỉ là về kỹ thuật, thế nhưng mà nó hỗ trợ cho việc dạy và học. Thế cho nên là chính vì là nó hỗ trợ cho việc dạy và học tốt, cho nên là bộ mới tiếp thu nó và nhân rộng nó cho các tỉnh, để các tỉnh thực hiện. Cuối năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đề nghị Oxfam hỗ trợ giới thiệu mô hình CCM tới 41 tỉnh trên cả nước. Đến nay, những phương pháp này đã được nhân rộng tại trường thuộc tỉnh nghèo, vùng sâu, vùng xa. Nhiều trường không nằm trong dự án cũng mong muốn học tập và áp dụng phương pháp này. Tỷ lệ học sinh đến trường và học đến hết cấp ngày một tăng lên trông thấy. Mình xây dựng cái nội dung chương trình kế hoạch và đưa vào cái kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè cho giáo viên. Bước đầu thì thực hiện thì cũng có những cái khó khăn. Thế nhưng mà mình cũng chỉ đạo tất cả các trường là trong cái khó khăn đó mình sẽ vận dụng như thế nào. Chứ không phải là mình cứ tập huấn những cái gì là mình về vận dụng những cái đó, mà vận dụng rất là linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, với cơ sở vật chất tại của trường lớp, để làm sao mà thực sự là dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Những chiếc xích đu bằng gỗ giản dị mà chắc chắn, một ngôi nhà mái lá thiết kế đơn sơ nhưng rất tiện lợi cho các em đọc sách và những giờ ra chơi, và nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Ngoài câu lạc bộ hip hop, nhà trường còn phát triển câu lạc bộ aerobic, âm nhạc, kỹ thuật và cả câu lạc bộ cổng chiêng. Đến thăm các trường tiểu học áp dụng CCM, chứng kiến một sinh khí mới với những ngôi trường thân thiện, thú vị, nơi nhiều búp bông non của Việt Nam chăm chỉ học tập, vui chơi và phát huy sáng tạo. Thưa quý vị, Việt Nam đang quyết tâm đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Những dự án như CCM của Oxfam đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đặc biệt là cho vùng sâu vùng xa.
Đây là hướng đi hợp lý và hiệu quả của ngành giáo dục khi chung tay cùng các tổ chức quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những xu hướng và mô hình giáo dục tiên tiến tại Việt Nam trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.